chào tất cả mọi người, rất vui được lại mọi người trong video mới của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ review với mọi người về một cuốn truyện mà từ hôm mình post là mình mới mua cái truyện này trên Instagram ấy. Rất là nhiều bạn đã request mình là review về cái cuốn truyện này. Và đấy chính là 3 tập của bộ truyện Xin Chào Ngày Xưa Ấy của tác giả Bát Nguyệt Trường An. Thì Xin Chào Ngày Xưa Ấy chính là nằm trong bộ 3 truyện về gọi là Trấn Hoa hệ liệt, bao gồm Xin Chào Ngày Xưa Ấy này, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân và Thần Miếu Quyết Sinh Hoài Nam. Cả hai truyện vừa rồi thì mình đều đã review trên channel của mình rồi. Và khi mà mình đọc hai cái truyện đấy thì mình rất là ấn tượng với ngòi bút của Bát Nguyệt Trường An. Thế nên là mình đã mua cái truyện này của bà ấy về để đọc. Và thật sự là Bát Nguyệt Trường An đã không làm cho mình phải thất vọng. Thì bây giờ mình sẽ nói về những cảm nhận gọi là chi tiết của mình về cái cuốn truyện này nhá. Thì ok, nói qua về nội dung đi. Nếu mà các bạn đã đọc Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân ý, thì mọi người cũng biết là Dư Hoài có một người cô tên là Dư Châu Châu. Thì đây là câu chuyện kể về Dư Châu Châu với nam chính là Lâm Dương. Thì cái câu chuyện này nó kể về cái quá trình trưởng thành của Dư Châu Châu từ khi Châu Châu còn là một cô bé rất là nhỏ, có 3-4 tuổi thôi, cho đến nay mai khi mà học hết cấp 3. Nó rất là khác so với hai chuyện trước trong cái bộ truyện Trấn Hoa hệ liệt này. Nếu Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân chỉ tập trung vào thời cấp 3 của Cảnh Cảnh thôi, và Thần Miếu Quyết Sinh Hoài Nam thì lại tập trung vào thời kỳ đại học của Lạc Chỉ, thì cái chuyện Xin Chào Ngày Xưa ấy nó là kể về toàn bộ cái quá trình trưởng thành của Dư Châu Châu luôn ấy, từ hồi 3-4 tuổi cho đến khi 17-18 tuổi. Và một lần nữa sau khi đọc xong cái chuyện này, mình lại phải khen ngợi cái ngòi bút miêu tả tâm lý, miêu tả tâm trạng nhân vật rất là xuất sắc của Bát Nguyệt Trường An. Mình cảm giác như nhân vật Dư Châu Châu là một mix của Cảnh Cảnh trong Điều Tuyệt Vời Nhất và Lạc Chỉ trong Thần Miếu Quyết Sinh Hoài Nam. Tại vì ở Dư Châu Châu vừa có cái sự vui vẻ tưng tửng lạc quan của Cảnh Cảnh, nhưng mà lại vừa có cái sự chín chắn trưởng thành trước tuổi của Lạc Chỉ. Tại vì bản thân gia đình của Dư Châu Châu cũng là một gia đình rất là đặc biệt. Mẹ của Dư Châu Châu là như kiểu single mom ấy. Thế nên là từ nhỏ Dư Châu Châu đã bị mọi người nói là đồ con hoang thế này thế nọ thế kia. Thế nên là cái hoàn cảnh đấy nó là một cái background rất là hợp lý để mà Bát Nguyệt Trường An khai thác những cái suy nghĩ, những cái nội tâm, những cái đấu tranh trong bản thân Dư Châu Châu khá là chín chắn và trưởng thành trước tuổi của mình. Thế nhưng mà nó cũng không bị quá là nặng nề hay quá là suy tư như là khi mà mọi người đọc những cái suy nghĩ của nhân vật Lạc Chỉ ở trong Thần Miếu Quyết Sinh Hoài Nam. Thế nên mình cảm giác đọc nó vừa có một cái gì đấy rất là sâu sắc, nhưng mà nó cũng kiểu vừa đủ, nó không bị quá là nặng nề u sầu ấy. Và một điều nữa mà mình cũng rất là thích ở cái chuyện này đấy chính là ngòi bút xây dựng các nhân vật của Bát Nguyệt Trường An. Cái điều mà làm cho mình rất là bất ngờ ở cái cuốn truyện này đấy chính là số lượng các nhân vật phụ, tức là các người bạn của Dư Châu Châu được Bát Nguyệt Trường An miêu tả và khắc họa nó rất là nhiều so với cái expectation lúc đầu của mình ấy. Thì ở trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân chỉ chính vì chỉ kể về thời cấp 3 thôi, thế nên là Cảnh Cảnh cũng chỉ có khoảng 3-4 người bạn thân thiết thật sự ấy. Còn trong Thần Miếu Quyết Sinh Hoài Nam thì chỉ tập trung vào cái tình yêu của Lạc Chỉ và Thịnh Hoài Nam, thế nên là cái số lượng nhân vật phụ nó cũng không nhiều. Thế nhưng mà trong cái chuyện này, vì là bà ý khắc họa cả 3 cấp học và mỗi cấp học thì Dư Châu Châu lại học ở một trường khác nhau và quen với khoảng 2-4 người bạn khác nhau ấy, thế nên là số lượng các nhân vật phụ nó rất là nhiều. Và một điều nữa mà mình cũng phải khen bà này là mặc dù số lượng nhân vật phụ lớn như thế, thế nhưng mà Bát Nguyệt Trường An vẫn thành công trong việc là khắc họa từng nhân vật phụ đấy một cách rất là rõ nét, đặc sắc và ấn tượng. Mỗi nhân vật phụ thì sẽ đều có một cái backstory riêng với những tính cách, suy nghĩ, nhìn nhận đặc biệt, không hề bị trùng lặp và đều có nét riêng và đều làm cho chúng ta có thể nhớ về những cái nhân vật đấy. Mọi người đừng có nhìn ba cái tập truyện này mọi người sợ nhá, tại vì bản chất cái tập 3 của nó thì chỉ là tổng hợp tất cả các ngoại truyện mà kể về từng nhân vật phụ một ấy. Thế nên là mọi người có thể thấy là chính vì có cái ngoại truyện dài như thế, nó phải bằng nửa những cái tập truyện chính ấy, thì mọi người có thể thấy được là các cái nhân vật phụ của bà ấy được khắc họa rõ nét, ấn tượng như thế nào. Thế nên là mình rất là thích. Và chính vì có rất là nhiều người bạn được khắc họa, được đề cập như thế, thế nên là các bạn cũng có thể rất là dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những cái người bạn nào đấy mà có thể là các bạn đã từng gặp trong cái thời kỳ đi học của mình chẳng hạn. Ví dụ hồi cấp 1 thì sẽ có một bạn nữ kiểu nhìn siêu xinh và là cây văn nghệ của lớp ấy, hát hò hay là nhảy múa gì bạn ấy cũng tham gia. Hay là một người bạn nào đấy học rất là giỏi nhưng mà luôn luôn bị áp lực từ phía gia đình chẳng hạn. Thế nên là mình thấy Bát Nguyệt Trường An đã vẽ nên một cái bức tranh rất là gọi là bao quát và rất là đa màu sắc về ba cái thời đi học của Dư Châu Châu luôn. Một cái điều nữa mà mình cũng rất là thích ở cái cuốn truyện này, nó cũng rất là giống cái điều mà mình thích ở cái cuốn Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân ấy, đấy chính là cái cách mà Bát Nguyệt Trường An đề cập đến rất là nhiều vấn đề mà thân thuộc. Mình nghĩ là với rất là nhiều học sinh cấp 3 khác mà chúng ta đều có thể relate được. Ví dụ như là chúng ta khi đi học thì các thầy cô sẽ luôn coi trọng các bạn nào mà học giỏi toán lý hóa chẳng hạn, còn những bạn nào mà kiểu giỏi mỹ thuật hay là giỏi thể thao thì sẽ không được coi trọng bằng. Hay là cái việc mà chúng ta phải chọn
thi khối tự nhiên hay là chọn thi khối xã hội, thậm chí những cái vấn đề ví dụ như là biếu xén hay là tặng quà thầy cô chẳng hạn, hay là vì bối cảnh trường là Trấn Hoa là một trường chuyên, thế nên là không thể bỏ qua những cái áp lực học hành hay là kể cả sự cạnh tranh giữa những bạn học lẫn nhau ấy. Thì cái sự cạnh tranh này nó cũng sẽ có hai loại cạnh tranh, một là cạnh tranh rất là gọi là positive, là bạn bè mình cùng phấn đấu nỗ lực cùng đi lên, hoặc là một cái sự cạnh tranh negative, ví dụ như là một vài bạn sẽ giấu tư liệu học thêm này, hay là sách bài tập hay ho không muốn bạn kia phát hiện chẳng hạn. Thì mình thấy những cái đấy nó là những cái vấn đề nhỏ nhặt nhưng mà nó rất là nhạy cảm và được bác Nguyễn Trường An gọi là đan xen rất là khéo léo. Thế nên là khi mà mình đọc mình cảm giác như kiểu ôi, đúng là tất cả những cái điều đấy mình đều đã bắt gặp, hay là mình đều đã nghe kể, hay là mình thậm chí là mình đã từng trải qua trong cái quá trình là mình đi học nữa. Thì mình thấy đấy là một cái điều rất là tuyệt vời mà những cái tác phẩm kể về thời kỳ đi học như thế này nó có thể làm được. Và mình thấy bác Nguyễn Trường An qua cả ba tác phẩm mà bà ấy viết thì bà ấy đều thể hiện được cái điều đấy. Thì ok, nói về thích rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ nói về những cái điều mà mình không thích lắm ở cái chuyện này. Điều đầu tiên mà mình không thích lắm đấy chính là vì cái chuyện này nó kể từ khi Dư Châu Châu còn rất nhỏ, 3-4 tuổi thôi. Bản thân cô bé Dư Châu Châu cũng là một cô bé rất là giàu trí tưởng tượng, thế nên sẽ luôn tưởng tượng ra là mình sống trong thế giới của các nhân vật hoạt hình hay là phim ảnh gì đấy. Thế nên những cái chương đầu mình đọc thì mình thấy hơi chả không ke lắm với những gì mà bác Nguyễn Trường An viết về cái cảm nhận và cái nhìn nhận về thế giới quan xung quanh ở Dư Châu Châu. Nhưng mà nếu mà mọi người cố đọc qua khoảng 4-5 chương đầu thôi, khi mà bắt đầu Dư Châu Châu vào cấp 1 ấy, thì chuyện nó sẽ hay hơn và nó sẽ bắt đầu cuốn hút hơn từ đấy. Điều thứ hai là cái điều mà mình không thích nhất ở cái chuyện này và mình nghĩ cũng là một cái điểm trừ rất lớn, đặc biệt là cho những bạn nào mà mua chuyện vì mọi người xem phim nhá. Thực ra là mình đã xem khoảng 4-5 tập của cái phim này rồi và mình phải nói là nó rất là khác chuyện. Trong cái chuyện này, Lâm Dương không nên được gọi là nam nhân vật chính. Bạn Lâm Dương này được khắc họa kiểu không hơn gì nhiều một nhân vật phụ bình thường khác luôn ấy. Tại vì mình cảm giác là cái chuyện này nó tập trung vào cái quá trình trưởng thành, thậm chí là từ những cái suy nghĩ nhỏ nhặt nhất của Dư Châu Châu. Và cấp 2, hai người này còn không học cùng trường, và cấp 3 thì hai bạn này cũng không học cùng lớp. Thế là mọi người có thể hình dung là nó là bạn Lâm Dương này được xuất hiện không hề nhiều nhá. À, ở trong chuyện nó cũng sẽ không có những cái cảnh kiểu dễ thương như ở trong phim đâu. Thế nên là nếu mà mọi người xem phim và mọi người thích cái sự gọi là đáng yêu dễ thương của bạn Lâm Dương này và mọi người mua chuyện, mọi người expect cái điều như thế thì nó sẽ không hề xảy ra trong cái cuốn chuyện này. Thế là mọi người phải aware trước cái điều đấy. Tất nhiên là bạn Lâm Dương ở trong chuyện này cũng được khắc họa một cái kiểu rất là dễ thương, thế nhưng mà trời ơi, mình thấy trong phim ấy Lâm Dương được khắc họa kiểu cute dễ thương hơn một tỷ lần ấy. Điều thứ ba mà mình không thích ở cái chuyện này đấy chính là trong chuyện này nó không khắc họa được một cái tình bạn nào đấy mà thực sự là đáng khắc cốt ghi tâm ấy, giữa Dư Châu Châu và một người bạn nữ khác. Trong chuyện này Dư Châu Châu không hề thực sự có một người bạn thân thật sự thân thiết nào. Mình biết là có cái nhân vật Mễ Kiều, mình nghĩ đấy là người bạn có thể nói là gần như thân nhất của Dư Châu Châu rồi ấy. Thế nhưng mà phải mãi đến cuối tập 2, là gần cuối cái chuyện này, thì cái bạn nhân vật Mễ Kiều đấy mới được nhắc đến. Và tình bạn giữa Mễ Kiều và Dư Châu Châu cũng không được xây dựng gọi là quá sâu ấy. Thế nên là mình vẫn thấy nó như kiểu một cái gì đấy rất là tiếc. Tại vì khi mà mình đọc những cái chuyện về cấp 3 này thì mình sẽ luôn luôn muốn là phải có một cái tình bạn đẹp sâu sắc giữa nhân vật chính và một người bạn khác của mình được khắc họa. Mình thấy đấy chỉ là một cái điều gọi là bé xíu xíu ở chuyện này mà mình muốn là nó được khắc họa sâu hơn một chút thôi. Tiệm chung lại, mình nghĩ là mình sẽ cho quyển này khoảng 3.2, 3.3/5. Mình khá là thích cái chuyện này và mình vẫn nghĩ là mọi người nên đọc nếu mà mọi người thích cái thể loại viết về thời học sinh đi học. Và đặc biệt là nếu mà mọi người đã xem phim này hay là mọi người đã đọc một trong hai cuốn truyện trong cái Trấn Hoa hệ liệt của bác Nguyễn Trường An thì mình nghĩ là mọi người cứ mua đi, đây cũng là một cuốn sách khá là đáng đọc. Thế nhưng mà đặc biệt là các bạn nào đã xem phim nhá, thì các bạn đừng expect quá là nó sẽ được dễ thương, cute, nhiều tình tiết drama như ở trong phim. Tại vì cái chuyện này nó khá là nhẹ nhàng, kiểu bình lặng ấy. Nhưng mà mình vẫn rất là enjoy đọc cái cuốn truyện này. Và thực ra là mình upload cái video những cuốn truyện hay cho thời thanh xuân vườn trường ấy trước khi mà mình đọc cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà mình được quay lại thì mình vẫn sẽ include cái chuyện này ở trong cái list đấy của mình. Và sau khi đọc hết cả ba tác phẩm của bác Nguyễn Trường An thì mình phải nói là thực sự bác Nguyễn Trường An là một tác giả trẻ rất là tài năng, với ngòi bút biến hóa đa dạng ấy. Thì mình thích cái Xin Chào Ngày Xưa ấy nên ngang với mình thích Thầm Yêu Cư Sinh Hoài Nam, và sau đấy thì sẽ là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Thanh Xuân. Thì ok, đấy là tổng hợp những cái suy nghĩ cảm xúc của mình khi sau khi mà mình đọc xong cái cuốn truyện này. Mình mong là mọi người thấy cái video này hữu ích, và nếu là mọi người đã xem phim hay là đã đọc cái chuyện này thì đừng quên comment cảm nhận của mọi người phía dưới nhá. Và mình cảm ơn mọi người đã xem đến hết video clip. Đừng quên like, comment và subscribe, và mình hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo của mình nha. Bye.